tiếp 3 tuần rồi ha. Mệt chưa? Vui. Vui ha. Tại vì bữa nay đi hơi sớm nên mệt. Chứ nếu mà đi trễ trễ là cũng nghe vui hơn. Là gặp nhau. Hôm nay cuối tuần là chủ nhật nè. Mình có chương trình đi dã ngoại. Ở cái thành phố này, mình đang ở thành phố này là Cottonwood, đang trên đường đi tới Sedona, còn 17 phút nữa là tới Sedona. We were in Cottonwood, now we're in between cities. Between city. Tới Sedona thì cảnh nó đẹp lắm. Chút nữa là mình quay tiếp cảnh đẹp. Sắp tới Sedona rồi. Đẹp chưa? Đẹp chứ hà? Đầu đẹp rồi ha. Vô mùa thu mới là đi mát rồi. Năm nay mình rất tiếc là không có đi xem lá vàng được, tại vì mình sắp tới mình có một cái chuyến đi du lịch 10 ngày nên không có xem lá vàng được. Bữa nay là trời ơi, nhìn cảnh đẹp quá nè. Giờ thấy cảnh đẹp này nó bớt mệt rồi. Sáng thức dậy sớm quá mệt, giờ thấy bớt mệt rồi. Bây giờ cái ánh sáng này nó ngược rồi nên nhìn thấy không có đẹp chứ. It's not as clear as it would normally be, but still it's quite impressive. It has a mystery look. Aura of mystery around it. Tới chỗ picnic rồi.
mọi người đằng kia ăn bánh mì, ăn mì gói, ăn gỏi, ăn đủ thứ đằng kia rồi. Quay đầu bếp chứ danh à. À, bây giờ còn cái đầu bếp này là nấu hamburger. Đâu, dở ra coi, khoe, khoe. Khoe hamburger đi, đâu coi. Đúng. À, bây giờ đang nướng 6 cái rồi lát nướng. Vẫn chưa. Lát nướng 6 cái nữa. Rồi, 18 cái. Rồi, ok. Mùi thơm hen. Thơm ngon hen. Rồi, mình làm phụ bếp thôi, mình chỉ thôi chứ mình không có nên nướng hamburger. Hamburger là đầu bếp chính. Đó. Mình là phụ bếp thôi. Canh giờ đó, đang canh giờ đó. Rồi. Okay. Đầu bếp giỏi nè. Xà lá, bắp xưởng, chả lụa. Trứng không đẹp rồi, ăn hết dĩa xà lách rồi đó. Trứng không đẹp nhưng ăn cũng đỏ. Mình đợi ăn mì gói. Đây nè. Đây nè. Bây giờ là nướng xúc xích hen. Bây giờ nướng xúc xích. Ok, bây giờ bỏ cheese lên cái này. Hồi nãy mình đi xa xa mình thấy ở trên đường đẹp ha. Giờ tới đây giờ tới gần nè. Gần luôn á, gần lắm luôn á. Đẹp. Một người đang làm duyên để chụp hình đây. Có một thợ chụp hình. Đẹp quá luôn ha. Ở bên ngoài nhìn đẹp biết là bao nhiêu. Mà bên trong thì hình thì nhìn nó vậy thôi chứ bên ngoài đẹp lắm. Mình tiến vô đây gần hơn. She say, can you take a picture for her without fee because no sandal? Yeah, okay. Chụp cảng công luôn hả? Just take a right way. Okay, just a minute. I'm going to change the aspect ratio here. Tiến vô gần nè, tiến vô gần cái núi này. Alright, smile. Mình đi bộ sâu vô thì mình càng tới gần cái núi nữa nè. Bây giờ nó gần luôn rồi. Ngay chỗ kia là gần lắm luôn đó. Lát tiến tới đó. Rồi tới chân núi rồi, đạt được ý nguyện rồi. Muôn năm. Đi gần vô cái chân núi tới cái suối nè. Tới cái suối nước. Mát quá trời mát luôn. Mình ngồi dưới đây. Ngồi dưới đây mát lạnh luôn. Mát lạnh luôn. Đây khoan. À. Ok. Mát quá đi. Rồi. Mấy cái núi đá đỏ này nó cứng nó chắc. Nó chắc thiệt là chắc luôn á. Phải nói là cứng như đá đó. Toàn bộ đây là đá nè, đá đỏ không à.